treo rất là lâu luôn mới được cái đảo nha các bạn. Mình treo 30 phút sau thì nó đã ra đảo và đối với mình nó rất là may mắn luôn nha. Vị trí xà bông của cái bánh răng này mình đã thuộc hết trơn rồi, cho nên mình tìm rất là dễ nha. Và mình chỉ ngán ở cái việc mà đi treo đảo thôi. Khổ thay là bạn này theo full ghi nhưng mà không có ép nên mình sẽ cày luôn. Tại sao mình quay clip toàn là màn hình full thì sau lưng nó là một đống hạt nha các bạn. Mình đốt cây kiếm lớn như thế này là kéo gai ngon lành cành đào luôn ha. Hồi nãy mình xài tập máy V3, bây giờ mình đổi qua tập Human V4 full ghi kéo gai cho nó lẹ ha. Mình đi ấp tập cái rồi mình sẽ đi kéo gai tiếp. Và như các bạn cũng đã thấy là trên màn hình là mình đang có 3 hạt của khách ha, và đang úp cho nó lẹ. Và những cái đoạn này coi như là chắc bỏ qua đi, chiều ký chính cái hạt xe bóc kia lên full ghi ha. Cái đoạn đi sai mình thấy nó nhạt nhạt sao quá nên mình úp tọc xong mình ao mẹ nó luôn. Human V4 full ghi một chém gần 6k máu và mình kéo ra rất là lẹ luôn á. Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. Vô giờ up tập thì mình lại có thêm đơn. Uầy, giống như là vô thời hay sao quá. Đêm nay mình sẽ up cho cái ạc này lên 2GB. Xong rồi mình ao quá, bây giờ mình lên là mình gắn ghi ba nha. Xong rồi mình đi mua xe hòn ghi cuối. Úp ghi cuối xong mình sẽ không gắn ghe nha. Và mình sẽ chụp hình gửi lại cho khách. Rồi là xong.